Ở buổi tập sáng nay 21 tháng 7, tiền vệ Thanh Nhã bất ngờ không có mặt ở tuyển nữ Việt Nam vì bị cảm cúm. Các bác sĩ đang chăm sóc tốt nhất cho cầu thủ sinh năm 2001. Khả năng ra sân ở trận gặp tuyển nữ Mỹ của Thanh Nhã vẫn bỏ ngỏ, điều này có thể gây tổn thất lớn cho đội tuyển. Thanh Nhã là một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất ở tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Trước đó, trong trận giao hữu với tuyển nữ Đức, cô ghi bàn thắng vào lưới đội bóng số 2 thế giới. Ngoài Thanh Nhã, Dương Thị Vân cũng gặp vấn đề về sức khỏe, chưa chắc thi đấu ở trận gặp Mỹ. Cô đã dính chấn thương đầu sau va chạm với tiền đạo Phạm Hải Yến trong buổi tập ngày 18 tháng 7. Tuy nhiên, Dương Thị Vân đã trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội sau khi được sơ cứu kịp thời. Cô được yêu cầu hạn chế vận động mạnh và tránh những pha va chạm. Dù hạn chế về thể hình, Dương Thị Vân đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ này hoạt động rộng, thi đấu bền bỉ và cầm bóng rất tốt ở tuyến giữa.